quay trở lại với channel của mình Cảm ơn Đức Anh. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm những quán ăn trên con phố Láng Hạ của Đống Đa. Thì đây là cái địa chỉ cái con phố mà mình đã gắn bó khoảng 1-2 năm đây làm việc đấy, quanh cái khu tòa Skyline 818 Láng Hạ đây. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm vài quán ăn và kiểm chứng xem hương vị từng món ăn này sẽ như nào. Các bạn nhấn subscribe và theo dõi nhá. Let's go. Và đây, điểm đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn khi các bạn đến với con phố Láng Hạ thì đó là quán cháo Singapore ở số 1/111 đường Láng Hạ. Thì các bạn biết thì trước mình đã review gọi là cơm niêu Singapore đúng không? Thì hôm nay thử cháo Singapore xem hương vị của nó sẽ như thế nào. Cùng mình vào trải nghiệm trong video nhá. Let's go. Và hiện tại thì mình đã order được một suất cháo ếch Singapore. Thì mình đã đặt ra một phần ếch và 3 phần cháo, hoặc là 3 vị khác nhau để kiểm chứng cho các bạn. Thì đây sẽ là cái menu của quán này cho các bạn xem này. Đấy. Thì cái mức giá dao động là tầm khoảng tầm 75 cho đến 85 nghìn một suất. Đấy. Đấy. Giá cũng khá là ổn. Thì đây sẽ là cái phần ếch của mình. Đấy. Nhìn rất là ngon đúng không? Sẽ có phần hành ở trên này, phần ếch cũng như là sẽ có phần hắc xì dầu. Đấy, tạo màu cho ếch. Thì cái cháo đầu tiên thì hương vị đầu tiên thì sẽ cho các bạn xem đó là cháo hành. Thì sẽ bao gồm là hành tươi và hành khô. Đó. Đây, một cái cháo mà màu xanh, chắc bạn rất thắc mắc đúng không? Thì cái cháo này nó sẽ là cái cháo lá nếp. Đó. Đấy, nhìn thấy chưa? Đó. Và cuối cùng sẽ là cháo tỏ phi. Đấy là cháo trắng. Ok, thì về không gian quán thì nó sẽ rất là rộng, kiểu dài dài, sẽ có hai bên, cũng sẽ có phòng điều hòa ngồi khá là mát. Thì chắc mình sẽ thưởng thức đầu tiên là sẽ phần ếch đi. Đến đây chúng ta ăn ếch, thử cho anh xem. Cho bạn xem cái đùi ếch này. Chà chà, đấy, bạn nhìn thấy chưa? Đó, thực nhờ. Thì ếch là khá là dai, thơm mùi xì dầu và mùi hắc xì dầu, ngon. Đó. Điều hòa lên tóc hơi bay một chút. Đó. Thử một chút kết hợp với cả một chút hành phi, hành tươi. Nói chung là nhận xét thì mình thấy là cái phần ếch thì nó khá là chắc. Hay ở với hành thì mình thấy khá là ổn, món này ngon. Được. Đây, mình sẽ thử thêm bắt đầu phần cháo. Trong phần chúng ta sẽ thưởng thức từng phần cháo một và cùng sẽ phần ếch nhá, kết hợp. Rồi các bạn, đây, các bạn xem cái phần độ đặc của cháo. Đó. Nhìn chưa? Đấy. Thì mình sẽ thưởng thức thử. Phần cháo rất là đặc. Nói chung kết hợp với phần tươi và hành phi thì mình thấy không? Khá ổn. Và phần cháo này họ sẽ không cho gia vị nhá. Vì phần ếch thì ta cũng đã ướp gia vị rồi. Đấy, tiếp đến sẽ là cái phần cháo lá nếp. Đấy, thử. Đấy, lại màu xanh. Thơm mùi lá nếp nhưng mà không gì đặc biệt cả. Đấy. Còn lại nó cũng thoang thoảng, rất là thơm. Đây sẽ là cái phần cháo tỏ. Tỏ này chắc là tỏi phi thôi. Cái cấu cháo thì mình cũng rất là thích, rất là đặc. Đối với cảm quan thì mình sẽ thích cái cháo hành này hơn. Còn về để mà chúng ta sẽ trộn thử nhá. Đây là mình sẽ lấy một chút ếch. Ok, một chút hành. Tóc hơi bay một chút, các bạn thông cảm nhá. Đấy, thì mình sẽ lấy một chút hắc xì dầu. Đó, và chúng ta sẽ lấy một phần cháo. Đây.
Cái phần cháo đây thì nó được một cái là nó khác hơn so với loại cháo mình ăn ấy. Thì các bạn biết là cái loại cháo mà người ta hay làm kiểu bán cháo quẩy hay là cháo hến ấy, nó sẽ kiểu xay nhuyễn ra kiểu dạng bồ trẻ em. Còn đây là cháo vẫn còn nguyên hạt, nhưng mà cái độ đặc của nó thì mình thấy khá là ổn. Thịt ếch thì rất là mềm nhưng mà vẫn giữ lại độ chắc. Đây thử thức nhá. Ngon ngon. Chung là anh ướp đậm đà rồi nên là ướp phần cháo nó rất là thơm. Nếu mà có thêm chút hạt tiêu nữa thì gia đình để xem mình sẽ thử thêm một chút hạt tiêu không. Đây rồi, đó, chút hạt tiêu nhá. Đấy, giả thử chút nữa. Đúng, hương vị nó sẽ tăng lên khoảng tầm 10% nữa. Ngon đấy. Sau khi mình thưởng thức khoảng phần ếch cũng như là 3 phần cháo thì mình đánh giá thì mình sẽ thích cái món cháo hành hơn. Còn những cái loại cháo kiểu cháo lá nếp hay là cháo tỏi thì cái hương vị nó chỉ là cái hương vị đặc trưng của nó thôi. Mức độ đánh giá thì về cái thịt ếch thì mình đánh giá là thịt rất là chắc, cũng như là cái hương vị xung quanh thì nó khá vừa miệng với mình, không quá mặn, không quá nhạt. Kết hợp với phần cháo thì họ không ướp đấy, nó nằm nổi bật cho cái món cháo ếch Singapore này rất là ngon. Thì mức độ đánh giá thì mình sẽ đánh giá tầm khoảng là tầm 8 điểm. Và nếu như các bạn muốn thưởng thức cái món cháo Singapore ở trên phố Láng Hạ thì hãy đến với địa chỉ là 1/111 phố Láng Hạ, cháo Singapore. Và mình sẽ thưởng thức món ăn này và chúng ta sẽ chuyển đến địa điểm tiếp theo nhé. Ok, và địa điểm tiếp theo thì mình muốn giới thiệu các bạn khi các bạn đến với phố Láng Hạ, đó là quán Ăn Quê ở số 113 Láng Hạ. Thì ở đây chuyên bán về gọi là bánh tráng cuốn thịt heo hay là các món liên quan đến ngan. Thì mình cũng rất là vui khi mà được cô mời sang để thưởng thức cái quán món ăn của cô. Vì cô nói mình là cô đã làm được khoảng mở cửa hàng được 8 năm rồi. Thì mình nghĩ là hương vị chắc là sẽ là ngon rồi. Thì các bạn cùng mình và trải nghiệm trong video này xem cái hương vị cái món ăn liên quan đến ngan như là bánh tráng cuốn thịt heo tại quán Ăn Quê sẽ như nào nhá. Let's go. Ok, và sau khi mình đã order được một bát bún ngan trộn cũng như là bánh tráng cuốn thịt heo là hai món rất là tiêu biểu của cái quán Ăn Quê ở số 113 Láng Hạ. Thì đây, thì một suất 35.000 chúng ta sẽ có gì? Đấy, chúng ta sẽ có phần măng khô này, bún, đấy, sẽ có rau húng quế, thịt ngan ở trên, đó. Thì đi kèm chúng ta sẽ là một bát canh tiết. Đấy, như thế chúng ta sẽ có phần măng ăn kèm, đấy, măng chua, đấy, nhìn rất hấp dẫn, đó, kết hợp. Và phần bánh tráng có thịt heo chúng ta sẽ có khoảng tầm 6 miếng, hoặc 5 miếng gì đó, 4 miếng gì đó, rất là to, đấy, tráng có thịt heo. Kèm đó chúng ta sẽ có một phần đĩa rau tổng hợp, đây, gồm xà lách, dưa chuột, cà rốt, chuối xanh, đấy, dứa. Và phần bánh phở, đấy, rất là dài, các bạn. Đó. Khá là ok. Thì ăn kèm này sẽ không thể thiếu được là món mắm nêm này rồi. Và một cái điều mình bật mí cho các bạn là khi bạn đến với ăn quán Quê 113 thì các bạn sẽ free nước vối uống thoải mái luôn. Thế là sẽ không phải tính giá kiểu như quán khác là 5.000 hoặc 10.000 một cốc, đúng không? Rất là bất tiện. Thì chúng ta sẽ thưởng thức thử cái món bún ngan trộn này nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ thử cho cái phần ít tỏi vào. Mình không biết như nào nhưng mà riêng phần ngan ấy luôn đi đôi với tỏi, cực kỳ là một cái combo cực kỳ là đỉnh rồi. Đấy, sẽ thử nhá. Thì miếng trộn này thì nó sẽ có phần maggi, một phần nước béo để mà làm. Đấy, các bạn nhìn này. Nhìn rất bắt mắt luôn mà có 35.000 bát này thôi. Đó. Thưởng thức nhá. Măng rất là mềm, hơi giòn một chút. Đây mình đang tìm thử miếng ngan cho các bạn. Ui xồi, nhìn này. Ai chà chà, cắt rất là dày luôn. Đấy, thử xem nào. Thịt ngan rất là mềm nhá, ngon.
không bị khô. Được được, đây thử một chút măng. Bố rất là ổn. Bữa trưa mức giá 35.000 thì mình thấy là được, ngon. Được đấy. Đây thử một bát canh măng tiết. Đây thử cho bạn xem. Đấy. Cái phân tiết thì nó vẫn kiểu hơi cứng, chưa hẳn mềm hẳn, nhưng mà cái mức độ ăn thì mình thấy khá là ổn. Với nước dùng thì cô này cho mình nước béo, cảm nhận mình ăn thì cũng cái mức độ ngon, không quá mặn. Đấy. Thì tiếp đến chúng ta sẽ thưởng thức thử cái nhà cuốn thịt heo. Thì đây là mình sẽ thưởng thức thử cuốn thử một chút nhá. Đây mình sẽ lấy một chút rau. Đấy, rau tổng hợp. Xà lách. Thì cái phần độ rau này thì mình sẽ góp ý một chút là nó hơi bị kiểu héo một chút. Thế nên là chỉ cần cải thiện là bảo vệ kiểu như là đồ tươi cho tủ lạnh thì mình sẽ nghĩ chấm mình ra ok hơn. Đây phần mắm nêm thì mình sẽ cho một chút quất vào để tăng cái hương vị. Mắm nêm là mắm nêm ở Đà Nẵng nhá. Thì cô ấy khen là quả mắm đây rất là ngon. Thì mình sẽ kiểm chứng xem hương vị sẽ như nào. Đó. Thì mình sẽ thử lấy một miếng thịt. Đấy các bạn nhìn nhá, miếng thịt này. Đấy. Cắt cũng khá là ổn, không phải quá mỏng, cũng không phải quá dày. Đấy, rất là ổn. Đấy, thì mình sẽ cho vào đây. Đấy. Thưởng thức và cuốn. Đấy. Đấy, một chiếc rất là to, chúng ta sẽ thử chấm nhá. Đấy. Đó. Thưởng thức rồi. Mắm nêm rất đậm đà, kết hợp với cái độ ngọt từ các loại rau củ, rau và thịt quay ấy, thấy ok. Mắm rất chất lượng, ngon. Điểm chấm mình sẽ chấm nó khoảng tầm 8 điểm mắm nêm này. Một bữa trưa tầm khoảng 35.000 với bát bún ngan trộn này mình thấy khá là hợp lý ở trong cái mùa hè như này. Thì mức độ đánh giá thì mình sẽ đánh giá cho tầm khoảng 8 điểm. Đấy, ăn rất là mát nhưng mà hương vị nó rất là ổn với mình. Còn cái bánh tráng cuốn thịt heo ấy, thì mình đánh giá tầm mức độ khoảng tầm 7 điểm thôi. Nhưng mà cái kéo lại cái món ăn này nó là cái mắm nêm. Thì cái góp ý của mình thì với cái loại rau này thì cô nên để gọi là tươi một chút, tại vì mình thấy là nó cũng hơi héo. Đấy, đấy. Thế là chỉ cần rút kinh nghiệm thì mình sẽ ổn hơn. Và nếu như các bạn muốn thưởng thức cái món ăn liên quan đến ngan như là bánh tráng trộn heo quay thì hãy đến với quán Ăn Quê ở số 113 Đằng Hạ. Thì mình sẽ thưởng thức hai món ăn này và chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo nhé. Và quán tiếp theo mình muốn giới thiệu các bạn khi các bạn đến với Láng Hạ thì đó là quán Nét Huế ở số 153 Láng Hạ. Thì cái nhà hàng này chuyên bán đồ ăn mà truyền thống ở trong Huế. Thì mình cũng đã có thời gian vào Huế chơi từ 2017. Tuy nhiên là chưa có thời gian để mà khám phá ẩm thực tại Thừa Thiên Huế. Thế là mong tương lai mình sẽ có thời gian để mà du lịch cũng như là trải nghiệm cho các bạn những món ăn trong Huế. Thì các bạn cùng mình vào trải nghiệm món ăn tại quán Nét Huế xem có ngon hay không nhá. Let's go. Ok, và sau khi mình đã order được rất nhiều món ăn, đúng không ạ? Một mâm đồ ăn tại nhà hàng Nét Huế. Thì các bạn biết thì Huế rất là nổi tiếng tất cả món ăn, từ những món mình khá quen thuộc là cái món tôm chua cũng như các loại bánh ở đây. Thì mình sẽ cho các bạn giới thiệu từng loại bánh từ những món chính cho đến món tráng miệng nhá. Thì mâm đầu tiên thì đây là mâm bánh. Thì đây là món bánh bèo. Bánh bèo thì rất nổi tiếng tại Huế rồi. Thì nó sẽ có phần tóp mỡ cũng như là phần ruốc tôm kèm với cả dầu hành. Đấy, rất là đẹp. Đây một cái món mà mình cũng rất là yêu thích và như là Hà Nội cũng bán, đó là món bánh bột lọc. Đấy. Được trang trí ở trong là chuối. Đó. Rất là đẹp với nước mắm.
Món bánh thứ ba thì là món bánh nậm. Thì bánh này thì mình chưa thưởng thức bao giờ, nhưng mà mình hôm nay mình thấy là cái của nó rất là đẹp. Đó, nhìn thấy chưa bạn? Đó, dã man. Đây, đến với Huế thì không phải thưởng thức cái món gọi là gỏi cuốn tôm chua. Đấy, thịt với cả rau đây, kèm với cả nước sốt đây. Thì tiếp tục với cả những món cơm. Đây là món cơm mà mình được recommend rất là nhiều khi mà đến Huế nhưng mà mình chưa có thời gian để ăn. Đó là món cơm Huế, cơm Hến, sorry. Đấy, cơm Hến này. À, sẽ còn tôm mỡ này, rau răm, hoa chuối, xoài với cả lạc. Đấy. Ăn với cơm nguội nhá. Món này phải đặc biệt là ăn với cơm nguội, cực kỳ ngon. Đây sẽ là một món mà nhà hàng giới thiệu là best, hương vị rất là ngon, đó là món cơm sen. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, để trong một chiếc lá sen và nở ra một bông hoa rất là đẹp. Và cùng sẽ là hai món chè mà mình thấy cũng nhìn rất là đẹp mắt, đó là món chè chuối và món chè xương sa. Đấy. Được chưa bạn? Đấy. Rất là ngon. Ok, thì chúng ta sẽ thưởng thức. Đầu tiên là sẽ là cái món bánh bèo đi. Bánh bèo này thì cái cách ăn thì nó rất đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cho một chút dầu hành vào trong một chiếc bánh này, kèm với cả một chút nước chấm, tạo một cái hương vị. Đó. Đấy, mình sẽ thưởng thức nhá. Đấy, cho bạn xem một miếng này. Uầy, nhìn chưa? Đó. Thức nhờ. Thế mà tóc mỡ rất là giòn. Và cái phần bánh thì nó rất là mềm và nó cũng dai. Tuy nhiên phần nước mắm thì mình góp ý là sẽ kiểu giảm một chút mặn, với mình thì nó hơi mặn một chút. Tại vì cái phần giúp tôm nó đã mặn rồi, thế cái nước mắm này nên giảm một chút sẽ ổn hơn. Đó, thì đến sẽ là một loại bánh bèo nữa, nhưng mà hương vị này nó sẽ hơi khác một chút. Đó, thì mình lại thưởng thức. Đó. Cái trình tự thôi. Đấy, rất là dễ dàng. Đấy. Đấy, cho bạn xem phần bánh bèo. Chà chà. Đấy, ngọt chưa bạn? Dã man. Đó. Phần bánh này thì nó sẽ có phần mộc nhĩ. Tuy nhiên cái mình thấy đánh giá cao hơn là cái bèo của lễ là độ mặn nó đã ổn hơn rất là nhiều. Ok. Ngon. Đấy, tiếp đến sẽ là một cái phần bánh bột lọc. Đấy, được trang trí ở trong cái phần này. Đấy, thì mình sẽ thử bóc cho bạn xem nhá. Đó. Đấy, phần hấp thì cũng như là bánh này nó sẽ có hơi phần dầu một chút nên là mình cũng đã rửa tay rồi. Đó, thì mình sẽ lấy cho bạn xem. Rất là mướt. Đây, mình sẽ cho bạn xem cận cảnh chiếc bánh bột lọc. Đó, nhìn thấy không? Đấy. Phần bên tôm bên trong này, phần bên bánh rất là dày. Đó. Thì mình sẽ thử chấm cái phần nước chấm mà họ để đây nhá. Đó. Thì tôm thì nó rất là ngọt, phần bánh rất là dai và mình thấy là có phần thiên ngọt, chắc là họ sẽ kiểu hơi cho ít đường. Tuy nhiên là cái phần nước mắm thì mình nghĩ nên cần pha loãng một chút thì chấm cái phần bánh bột lọc mình sẽ thấy ok hơn và ngon hơn. Cái chất bánh rất là dai, rất thích cái món bánh bột lọc này. Thế đến sẽ là một món bánh nữa là bánh nậm. Thì đây một chiếc bánh mà nó một cái hình, mình nghĩ là hình dài dài. Đó. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Nhìn rất là ok luôn. Bánh dính ở trong phần hình bầu dục. Đây thì mình sẽ thưởng thức thử cái món bánh này nhá. Thử nhá. Mình thấy khá ổn. Phần bánh thì nó rất là mềm. Ở phần bên trong thì có phần thịt. Liên tưởng như ăn cái bánh loại bánh giò của Hà Nội ấy. Cũng ok, ngon. Nhưng mà để hương vị nổi bật thì mình vẫn thích cái bánh bánh bèo mà cái hương cái có bột nhĩ cũng như là cái bánh bột lọc này hơn. Đây, tiếp đến chúng ta sẽ đến thử cuốn đi. Thì một cái điều đánh giá cũng khá là cao nữa so với những cái món ăn mà cuốn thì mình nghĩ là cái phần rau ấy sẽ quyết định rất là cao. Đấy. Thì mình sẽ thưởng thức cái
món này nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ cho ít rau. Đấy. Thì đây mình sẽ lấy đĩa để mà cuốn nhá. Đấy. Đây chúng ta sẽ thử cho một chút xà lách, rau kinh giới, tía tô. Đấy. Thì mình sẽ lấy thêm một chút thịt. Đây các bạn, thì thịt ở đây thì mình thấy cho bạn xem này. Đấy, nó thái cũng khá là vừa, không mỏng quá cũng không dày quá. Đấy. Rất là ổn. Đây thì mình sẽ lấy thêm một chút dứa, chút sung, dưa chuột. Đấy, dưa chuột đây. Đó, thái ra lát rất là dễ. Đó, chúng ta sẽ lại thưởng thức. Đây, mình sẽ cuốn nó. Thì cái món cuốn này thì sẽ chấm với cả cái món tôm măng, tôm chua này. Món chua này thì cực kỳ là signature của Huế rồi. Khi mà ăn với cơm thì mình nghĩ là cực kỳ là tốn cơm luôn. Đây, thưởng thức nhá. Ngon. Chua mùa hè mà ăn những món cuốn này mà chấm với tôm chua, đặc biệt là những cái thời tiết rất là nắng nóng tại Huế, thì đây sẽ là một món cực kỳ giải nhiệt tốt trong mùa hè. Ngon. Phần thịt lợn thì cũng là thế là rất là ngon. Ok, ngon. Đây, tiếp tục thì chúng ta sẽ đến với món cơm. Đây, mình sẽ thưởng thức cái món cơm sen này. Thì được khuyên là bestseller, đấy không ạ, hương vị ngon. Đấy. Thì mình sẽ lấy cho bạn xem cái phần bên trong suất cơm này nhá. Đấy. Cơm này chúng ta cũng sẽ có phần cơm này, xôi, hạt sen, nạp xưởng. Đấy, rất là ngon. Mình sẽ đánh giá tầm khoảng 8,5 cho món cơm này. Đặc biệt thấy hương vị đặc xưởng rất là mềm, hạt sen rất là bở. Ngon. Chung là để phần lại có cái phần kiểu cái mùi lá sen thoang thoảng ở trong cái phần ướp với cả phần cơm ấy, tạo nên cái hương vị rất đặc trưng. Mình nghĩ là món này sẽ là cái món mình sẽ gọi đầu tiên khi mình đến nhà hàng Mét Huế. Đây, mình sẽ check thêm những cái món ăn đồ chua. Cái cải thảo này ngon này, còn ngọt. Cái với đậu xào. Món này sẽ là cái món yêu thích nhé. Recommend các bạn thưởng thức món cơm sen. Đây sẽ là cái món tiếp theo. Là cái món cơm hến. Mà mình được thưởng thức ngay. Tại vì mình thấy những cái video, những cái vlog, những người làm food review ở Huế ấy, thì chuyên môn gọi món này. Và họ hay ăn ở chỗ dưới cái chỗ chân cầu Tràng Tiền gì đó. Đấy, thưởng thức nhá. Món này ăn cơm nguội là mới ngon. Mình sẽ thử trộn nó đều lên cho các bạn, cho nó kỹ nhá. Đó. Đấy, một bát thập cẩm. Nhìn rất nhiều màu sắc luôn. Mình rất thích những món ăn mà liên quan đến có nhiều màu sắc. Nó tạo hương vị nó ăn khá là cuốn. Đó, thì thưởng thức nhá các bạn. Đó, các bạn xem một thìa cơm của mình. Đấy, full topping. Đó. Cảm giác rất là lạ. Đây là trải nghiệm mà mình thấy là nó có lạc, bùi bùi. Có cái mùi hến rất là thơm. Tuy nhiên là mình thấy là cái hương vị thì nó với mình thì nó ở cái mức độ gọi là ăn tạm ổn, kiểu như ăn cơm bình thường thôi. Nhưng mà cái hến nó sẽ cái và đột phá trong cái món ăn cái truyền thống này của người Huế. Ngon. Đây mình sẽ thử cái nước nước hến nhá, cái luộc. Cái nước hến nó rất là ngọt nhưng mà rất là trong, tự nhiên luôn, kiểu nước luộc hến người ta để lại. Món này thì mình nghĩ là ok, ổn mà ăn kiểu dạng tầm xế chiều trước khi chúng ta ăn cơm, hoặc là cũng thể ăn vào bữa chính cũng rất là ok, kiểu ăn vặt về hè. Ngon. Đây sẽ là món tráng miệng chúng ta ngày hôm nay, sẽ là hai món là chè chuối và phải chè xương sa hạt lựu. Đây thì mình sẽ thưởng thức thử cái cốt chè khi chưa cho đá nhá. Đây cái mốc cho bạn xem cái phần chuối này. Chuối này thì mình thấy là nó sẽ khá là khác vì nó cũng sẽ có màu hơi xém xém một chút, không biết là họ còn nướng không hay
làm cái gì đó mình nghĩ là một cái rất là thích nhìn màu. Ngon. Cái vị chuối hơi chua chua kết hợp với cái nước cốt dừa rất là sánh, tạo nên một cái hương vị chè chè mà ăn không quá ngọt. Mình rất thích ăn những loại chè mà độ ngọt nó rất là vừa phải mà không quá nhiều đó. Ngon. Đây thì mình sẽ thử thêm cái chè nữa, là cái phần chè xương sa hạt lựu. Đấy. Thì ở đây sẽ có phần xương sa và cái phần hạt lựu màu rất là đỏ đặc trưng này. Đấy, thử thức nhá. Đấy cho bạn xem này, một thìa full topping. Đó. Nó sẽ có phần đậu xanh nghiền kết hợp những loại thạch rồi hạt hạt lựu. Mình nghĩ là cái loại chè này cũng khá là ổn để thưởng thức đấy. Mình thấy là hai chè này thì mình thấy ngon, và nếu như các bạn cho thêm đá thì cũng ok, vì cái độ ngọt mình thấy là rất là vừa phải rồi. Nếu mà cho đá thêm nó sẽ tạo độ mát khá là ok. Và sau khi mình thưởng thức một cái mâm đồ ăn của Huế thì mình sẽ đánh giá về đồ ăn thì ở đây cũng khá là ổn. Ở mức tầm mình sẽ cho khoảng tầm 8 điểm ở đây. Và những cái món ăn mình sẽ recommend bạn nên thưởng thức, đầu tiên sẽ là cái món cái loại bánh, bánh bèo cũng như là bánh bột lọc. Xôi, đây, cơm sen sẽ là cái recommend phải thử ngay khi mà gọi đến với cái nhà hàng Nét Huế. Còn những cái món ăn này thì ở mức độ là mình thấy ở mức độ ăn tạm được. Đấy, thì nếu như các bạn muốn thưởng thức món ăn tại nhà hàng Nét Huế thì hãy đến với cơ sở tại 153 Láng Hạ. Thì mình sẽ ăn và thưởng thức cái mâm đồ ăn cực kỳ ngon truyền thống tại Huế, và chúng ta sẽ di chuyển đến tiếp theo nhé. Ok, thì và địa điểm cuối cùng thì mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái món bún cá chấm bà Tâm. Tuy nhiên là tại quán thì họ lại không cho quay. Thì mình thấy là ở trên các cái phút hội nhóm thì họ giới thiệu rất là nhiều, cũng như là recommend cái bài viết đấy nó rất là nhiều like. Đấy, thì mình muốn kiểm chứng xem cái hương vị của bát bún cá chấm cũng như là bát bún cá rau đồng tại quán bún cá chấm Ma Tâm nó sẽ như thế nào. Thì về mức giá thì hai cái món ăn này thì mình mua với mức giá là tầm khoảng 115.000 cái dẻo biệt. Đấy, thì đầu tiên thì sẽ là cái món bún cá rau đồng. Đấy, để cho bạn xem, nó sẽ có rau cải đấy, rồi sẽ có canh cá đây. Thì tiếp đến sẽ cuối sẽ là chỉ là một cái phần đấy, cho bạn xem một cái phần bún cá chấm đấy, cùng với cá như này đấy, mình cá rán, cũng như ở đây sẽ có thêm cả phần há cào chiên này. Đó, thì không thể thiếu được thì đó là cái phần nước mắm đấy, nước mắm nguyên chất này đấy, nước mắm nguyên chất, mắm tỏ. Kèm đấy thì sẽ có một chút măng cũng như là dầu ớt đấy. Thì thưởng thức xem cái hương vị nó sẽ như nào nhá. Đây một cái packaging thì đây sẽ là cái bún cá chấm Bà Tâm, sẽ có hai cơ sở, một cái ở 80 Láng Hạ và một 16B Minh Khai. Thì về đóng gói thì mình thấy là cũng khá là ưng, rất là sạch sẽ. Đấy, thử bóc vào trong nhá. Ở trong đây sẽ có cuốn đấy, có đủ hết các bạn. Cho bạn xem. Đó, chúng ta sẽ có thìa cũng như là sẽ có đũa, đũa tre và giấy ăn. Đấy, có kèm quả tăm luôn. Đấy, thì đầu tiên là mình sẽ thưởng thức thử cái món bún cá rau đồng. Đấy, đầu tiên sẽ thưởng thức cái món cá trước nhá. Cái cá này được ướp với cả nghệ. Tuy nhiên là lúc mà mình ăn không thì nó hơi mặn chút. Đấy, tiếp đến nó sẽ phần rau cải. Rau cải ok. Đây thử phần bún. Đây thì có dứa, cà chua. Đây mình sẽ thử nước nhá. Mình thấy nó sẽ có một cái độ chua cũng khá là thanh từ cà chua cũng như là dứa dứa với cả quả dứa đấy. Đấy thì bây giờ mình sẽ thử cả ăn cá với cả bún xem hương vị sẽ như nào nhá. Thì cái phần cá này thì có lúc sẽ có một số đoạn sẽ có phần xương răm, thì các bạn ăn cẩn thận đấy. Ừ.
Đối mình thì với cái bát bún cá rô đồng này thì mình cái mức độ ăn mình nghĩ nó sẽ rơi vào tầm khoảng 7,5 thôi, cũng không phải quá xuất sắc lắm. Tại vì mình thấy là cái món này nó sẽ thiên về là bún cá chấm nhiều hơn. Còn cá rô đồng thì mình ăn mức độ gọi là tạm ổn. Còn tại vì cái phần cá ăn không nó rất là mặn, thì kết hợp với các bạn ăn với cá và nước thì nó mới giảm được cái độ mặn này đi. Còn lại thì nó cũng chỉ có độ ngọt từ rau cũng như là độ chua nhẹ từ cà chua và dứa thôi. Đấy. Đấy thì đến sẽ là cái phần mình mong chờ nhất, sẽ là phần bún cá chấm. Thì đây cũng sẽ có rất là ngạc nhiên khi mà trong cái bún cá chấm mà mình ăn bình thường ấy thì nó lại không có há cảo. Ở đây thì cho thêm phần há cảo. Đấy thì cũng thử nước xem hương vị như nào. Cũng như là thử lấy một chút măng ăn xem là như nào. Đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ đổ vào đây nhá. Ok. Phần măng này cũng sẽ ngâm với ớt xanh. Đây thử cái phần cá đi. Đấy. Rất là đậm luôn. Đấy. Cá rất là giòn. Cái nước mắm chua chua ngọt ngon. Nhưng tưởng như là ăn kiểu như quẩy chấm ấy. Ngon. Được được. Chung cái món này nó cũng đã kéo lại cái phần món bún cá rô đồng. Đấy, anh vẫn có phần xương. Cho thử măng nhá. Măng chua ổn, giòn. Đây sẽ là cái phần há cảo. Đấy, chấm nước mắm. Đấy. Phần há cảo thì nó sẽ có phần thịt như bình thường thôi, không có gì đặc sắc. Vỏ thì mềm, vỏ thì giòn và thịt bên trong mềm. Đây mình sẽ kết hợp thử một chút bún. Bún này sẽ là bún sợi nhỏ các bạn nhé. Đấy cho các bạn xem. Đấy. Bún này bún sẽ là bún sợi nhỏ. Đấy. Thì mình sẽ lấy một chút mình ăn thử. Đó. Những điểm cộng của cái món này, bún cá chấm này sẽ là cái phần nước chấm ở đây, chua chua ngọt, thiên vị tỏi, nó rất là hợp. Đây mình sẽ thử cái nốt canh cải. Canh cải thì ok, hơi chua chua một chút. Và sau khi mình đã trải nghiệm và hai món ăn là bún cá chấm và bún cá rô đồng tại bún cá chấm Hà Tâm, thì mình đánh giá như sau về cái phần bún cá rô đồng thì thiên về nếu mà ăn cá không ấy nó sẽ rất là mặn. Và cái nước dùng thì nó cũng khá là thanh, chua nhẹ của dứa cũng như là của cà chua. Còn ăn thì mức độ tầm 7,5 thôi. Còn cái bún cá chấm này nó sẽ kéo lại toàn bộ cái món ăn này và mình sẽ đánh giá nó tầm khoảng 8,5. Cá rất là giòn, kết hợp với cái phần nước chấm sẽ là phần chủ đạo, kết hợp phần măng cũng như là phần dầu ớt, ăn khá là ngon, các bạn nên thử. Thì đây là video là mình đã khám phá gọi là 4 quán ăn trên con phố Láng Hạ. Và nếu như các bạn muốn trải nghiệm thì hãy nốt lại những địa chỉ này và cho mình feedback ở bên dưới nhá. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share, subscribe của mình cũng như là follow mình trên Instagram. Tạm biệt, còn lại cho những video tiếp theo. See you next time. Bye bye.